khô chỗ nào á thì chúng ta xịt nước hoa ra chỗ đó. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Miss Silver Film nha. Và hôm nay thì Hương đi cà phê và Hương sẽ chia sẻ với cả nhà của mình một cái chai nước hoa mà sáng nay Hương sử dụng. Đó chính là chai nước hoa BBL Team. Và Hương rất là thích cái màu tím của cái chai này, cũng như là nó sẽ cho mình thấy được một cái sự nữ tính bánh bèo một tí xíu ha. Vậy liệu thì cái dòng nước hoa này nó có nữ tính và bánh bèo quá hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau xịt thử để cảm nhận một cách chân thực nhất. Trời ơi, cái cảm giác mà khi mọi người xịt một cái chai nước hoa mà nó có một cái sự kết hợp giữa hoa cỏ nè, trái cây và đặc biệt một tí xíu là nó có sức quyến rũ của xạ hương, thì nó sẽ khiến cho cái mùi hương nó trở nên thu hút hơn. Và mỗi khi Hương xịt nước hoa thì Hương không hiểu tại sao nha, nhưng mà Hương rất là sợ cái cảm giác mà không biết cơ thể mình có bị cái mùi cơ thể hay không. Nhưng mà khi mình dùng nước hoa rồi thì mình sẽ trở nên tự tin hơn rất là nhiều. Thì với một cái chai nước hoa mà mọi người tưởng tượng là chúng ta có thể bước đến một cái cánh đồng hoa nè, và bên cạnh đó một cái thời tiết rất là mát mẻ kiểu giống như Đà Lạt vậy đó, thì nó sẽ làm cho mình một cảm giác rất là sảng khoái tinh thần. Thì đây là cái dòng nước hoa mà nó mang đến cho Hương cảm giác dễ chịu. Bởi vì khi mà Hương sử dụng á, tự nhiên Hương mới xịt ra Hương nghe cái mùi, ủa sao cái chai nước hoa mà nó lại có cái mùi bưởi, cái mùi bưởi mà cái bưởi này thì nó không bị chua mà nó lại có cảm giác là ngọt ngọt mát mát mà nó thoải mái cái tinh thần của mình. Bởi vì cái bưởi này nó đã được kết hợp với lại hoa hồng và hoa diên vĩ rồi, và cái cảm giác một chút xạ hương phân phấn nữa nó làm mình trở nên nữ tính hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái dòng nước hoa mà Hương nghĩ là nó có thể biến một cái cô gái rất là bình thường trở thành một cô tiểu thư. Bởi vì mỗi khi mà Hương xịt cái mùi hương này là Hương lại muốn diện một cái áo đầm rất là nhẹ nhàng và đơn giản thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình thoải mái cái tinh thần của mình hơn. Dòng nước hoa này thì cái độ lưu hương có tốt hay không á, thì Hương thấy là với trên da của Hương á thì nó sẽ lưu hương được khoảng từ 6 cho đến 8 tiếng. Và mỗi một cô gái thì sẽ có một cái độ lưu hương khác nhau. Nhưng có một cái bí mật mà để chúng ta lưu hương giống nhau, đó là mọi người hãy xịt nước hoa vào những cái vị trí có mạch động, và nhất là muốn hôn chỗ nào á thì chúng ta xịt nước hoa vào chỗ đó. Muốn hôn chỗ nào á thì chúng ta xịt nước hoa vào chỗ đó. Thường rất là hay xịt nước hoa ở đằng sau gáy của mình, hoặc là hai bên cái tay, hai bên cái màng gọi là cái đằng sau gáy của mình đó, hoặc là xịt hai trên bả vai, hoặc là thậm chí là xịt ở đằng trước một tí xíu để cho cái độ tỏa hương của nó thoang thoảng ra, làm cho người ta sẽ trở nên thu hút mình hơn á. Đó, thì với những cái chia sẻ này thì hy vọng là những cô gái của mình, mỗi người chúng ta nên có một cái chai nước hoa trên cái bàn trang điểm của mình, để mà mình có thể đi làm nè, đi chơi và thậm chí là mình đi tiệc luôn. Thì dòng nước hoa một cái mùi mà không có quá nồng nè, không có quá gắt, nhưng mà nó mang một cái cảm giác sảng khoái và thoải mái cái tinh thần của mình. Như vậy thì sẽ làm cho mình vui tươi hơn, thoải mái hơn ha. Rồi, tóm lại là cái chai nước hoa này phù hợp với đối tượng nào? Thì Hương cảm thấy là đây là chai nước hoa dễ dùng nhất, phù hợp đối với những cái cô gái mà thích sự trẻ trung, đơn giản, đặc biệt là tinh tế một cách rất là nhẹ nhàng luôn. Và nó làm cho mình có thể đi làm, đi chơi, đi tiệc, và đặc biệt là đi cà phê, hẹn hò với người yêu cũng khá là phù hợp. Nhưng mà vậy thì chai nước hoa này sẽ không phù hợp đối với những ai? Thì sẽ không phù hợp đối với những cô gái quá cá tính. Bởi vì theo Hương đây là một cô gái tiểu thư, nên là ai mà cá tính quá thì không phù hợp. Thời tiết mà lạnh quá thì cũng sẽ làm cho những cái nốt hương này nó sẽ tỏa không tốt. Mà thời tiết mát mẻ, nhẹ nhàng kiểu như mùa xuân, hoặc là trong môi trường máy lạnh, thì nó sẽ khiến cho cái mùi hương này tỏa hương hơn, và làm cho người ta có cảm giác là người ta có thể đến gần mình hơn. Càng đến gần thì mùi hương nó lại càng thơm. Nên mọi người lưu ý là cứ đi hẹn hò với người yêu, đi chơi, đi làm, và thậm chí là mình đi gặp gỡ những cái người mà quan trọng đối với cuộc đời của mình á, thì mình nên sử dụng cái này. Thậm chí buổi tối mà Hương đi ngủ mà Hương còn xịt nước hoa là mọi người hiểu rồi đó. Rồi nha, thì Hương vừa chia sẻ với cả nhà của mình xong một cái dòng nước hoa của BBL Team. Hy vọng rằng trên bàn trang điểm của mỗi cô gái chúng ta hãy có một cái dòng nước hoa BBL Team, bởi vì đây là một mùi hương mà nó mang đến sự tinh tế, một cái sự quyến rũ, và biến mình trở thành một cái cô công chúa và tiểu thư. Như vậy thì có đáng sử dụng không ạ? Hy vọng rằng những cái hoàn cảnh sử dụng cũng giống như là cách sử dụng nước hoa sẽ khiến cho mọi người trở nên thu hút và quyến rũ hơn. Nếu như các bạn cảm thấy cái video này hay thì nhớ like và share cái kênh YouTube của Miss Silver Film. Thì chúng ta sẽ có dịp gặp nhau vào những video tiếp theo. Bye bye.